Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả. Mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Nổi thêm lò lửa, trên dưới đồng lòng quyết liệt thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Quý vị thân mến, đề án thành lập Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh do Ban Nội chính Trung ương chủ trì xây dựng đã được đưa ra xem xét quyết định tại Hội nghị Trung ương 5 khóa 13, bế mạc ngày 10 tháng 5. Ban chấp hành Trung ương Đảng ta đã thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với thực tế hiện nay. Quyết sách tại hội nghị giống như một tiếng chống lệnh, quyết lệnh nổi thêm những lò lửa mới nhằm loại bỏ những cành củi sâu mọt, mục rũa một cách đồng bộ và liền mạch từ địa phương đến trung ương. Ngay từ thời kỳ đầu thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định tham ô tham nhũng là một thứ giặc nội xâm và chống giặc nội xâm luôn là công tác được Đảng ta đặt lên hàng đầu. Từ năm 2006, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được thành lập do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu, có chức năng chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng trong phạm vi cả nước. Tiếp đó, năm 2007, các Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh được thành lập. Tuy nhiên, hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trong giai đoạn này còn gặp một số hạn chế chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Do vậy, Hội nghị Trung ương 5 khóa 11 năm 2012 đã quyết định chuyển đổi mô hình Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trực thuộc Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu sang mô hình Ban chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư đứng đầu. Hội nghị cũng quyết định không tổ chức các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh, thành phố. Tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng và có trách nhiệm phối hợp với Ban chỉ đạo Trung ương khi có vụ việc tham nhũng nghiêm trọng xảy ra ở địa phương. Sau đúng 10 năm thành lập, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt xử lý rất nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng và phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh với khí thế cao ngút, khẳng định quyết tâm lớn của Đảng, Nhà nước ta là không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh với sai phạm, tham nhũng tiêu cực. Với tinh thần ấy, lò lửa chống tham nhũng đã được bỏ vào rất nhiều thanh củi mục ruỗng, dù lớn hay nhỏ, lấy lại niềm tin của nhân dân vào công cuộc chỉnh đốn, làm trong sạch Đảng một cách thực chất, nghiêm minh. Rõ ràng bộ máy chống tham nhũng tiêu cực ở cấp trung ương đã vận hành hiệu quả, sắc bén. Lò lửa chống tham nhũng ở trung ương luôn rực lửa. Tuy nhiên, ở cấp địa phương thì công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực vẫn chưa có sự chuyển biến rõ nét, thậm chí ở nhiều nơi vẫn còn khá nguội lạnh. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại địa phương, dẫn đến nhiều vụ việc nổi cộm gây bức xúc nhưng tiến độ giải quyết còn chậm. Số vụ việc tiêu cực tham nhũng lớn do địa phương phát hiện còn rất ít. Những tồn tại hạn chế này do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau. Trong đó có nguyên nhân từ việc tổ chức bộ máy các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực chưa thống nhất đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Cấp địa phương chưa có một tổng chỉ huy để chỉ đạo phối hợp và đẩy mạnh mũi nhọn chống tham nhũng. Chính vì thế, đây là thời điểm chín muồi để Đảng ta triển khai thành lập các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh đủ mạnh, có thực quyền, hoạt động giống như cánh tay nối dài của ban chỉ đạo trung ương nhằm đẩy mạnh hoạt động phòng chống tham nhũng tiêu cực tới từng địa phương. Hệ thống phòng chống tham nhũng từ đây sẽ có sự lãnh đạo thông suốt, đồng bộ, có hệ thống từ trung ương đến cấp tỉnh. Trung ương sẽ không làm thay việc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực cho cấp tỉnh mà chỉ đóng vai trò hướng dẫn, theo dõi đầu tàu. Việc thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh sẽ giải quyết tình trạng trên nóng dưới lạnh, trên làm thay dưới lâu nay. Chúng ta không làm thay cấp tỉnh, tỉnh nào không làm được thì chúng tôi xử lý tỉnh. Đó là lời cảnh báo nghiêm khắc, giống như một mệnh lệnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm đẩy mạnh hơn nữa công cuộc sàng lọc, loại bỏ những con sâu làm dầu nồi canh, xây dựng Đảng ta và toàn bộ hệ thống chính trị trở nên trong sạch vững mạnh. Qua góp ý xây dựng đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã có tất cả 63 trên 63 tỉnh ủy, thành ủy nhất trí với chủ trương này. Kết quả đó cho thấy sự nhất trí và quyết tâm cao từ trung ương đến địa phương nhằm nổi lên những lò lửa mới, quyết liệt thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực theo tinh thần đã được đồng chí Tổng Bí thư khẳng định, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Lúc này, điều được dư luận quan tâm là phải xây dựng được đội ngũ Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh, gồm những cán bộ tuyệt đối trong sạch, liêm chính và bản lĩnh. Những người tay đã nhúng chàm thì không thể chống tham nhũng. Đó phải là những cán bộ thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, không nể nang nương tay với các sai phạm ngay trong cơ quan địa phương mình. Tham gia ban chỉ đạo cấp tỉnh, người đứng đầu các địa phương sẽ phải thể hiện trách nhiệm, năng lực ở mức cao nhất trước Đảng, trước trung ương trong việc chủ động phòng ngừa và chống tham nhũng tiêu cực, thể hiện năng lực giám sát, xử lý dứt điểm các vụ việc không để tồn đọng, gây bức xúc trong dư luận địa phương, qua đó gây dựng lại niềm tin nơi nhân dân. Giặc nội xâm tham nhũng luôn ẩn hình, biến hình ngày càng tinh vi, phức tạp và liều lĩnh hơn. Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực vì thế cần phải được tiến hành thống nhất, đồng bộ,
thường xuyên và lâu dài để liên tục làm sạch cơ thể Đảng và chính quyền các cấp khỏi thứ giặc ẩn hình và độc hại này. Quyết sách của Đảng ta về thành lập các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh đang khơi dậy niềm hy vọng và mong chờ của nhân dân về những lò lửa luôn rực cháy, vừa có tác dụng cảnh tỉnh, ngăn ngừa, vừa thực sự diệt trừ nạn tham ô tham nhũng, làm hại đất nước, làm hại nhân dân. Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được tuyên mức án 4 năm tù liệu có phù hợp? Kính thưa quý vị, sau 7 ngày xét xử và nghị án, chiều ngày 19 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường 4 năm về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Điều 285 Bộ Luật Hình sự năm 1999, trong 6 ngày chất vấn và tranh luận, ông Cường ban đầu được Viện Kiểm sát đánh giá chưa thực sự thành khẩn do chỉ nhận trách nhiệm với tư cách đứng đầu Cục Quản lý Dược. Ông chưa nhận trách nhiệm về sai phạm của cá nhân. Tuy nhiên, ngày cuối cùng được trình bày tại tòa, ông Cường nhận toàn bộ sai phạm, nói sai sót xảy ra do làm việc quá tải, cơ sở vật chất thiếu thốn. Thái độ của ông Cường được Viện Kiểm sát đánh giá thành khẩn, do đó Viện đã đề nghị lại mức án với ông Cường là từ 4 đến 5 năm. Cuối cùng, ông Cường bị tuyên phạt 4 năm tù. Trước đó, trong phiên xử ngày 14 tháng 5, khi nêu luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường mức án 7 đến 8 năm tù. Sau thông tin này, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi tại sao ông Trương Quốc Cường lại được tuyên mức án nhẹ hơn so với nhiều mức án đề nghị ban đầu của Viện Kiểm sát. Ông Trương Quốc Cường được tuyên 4 năm tù dựa trên căn cứ nào? Trao đổi với phóng viên Dân Việt, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định của pháp luật, trong quá trình tranh tụng vụ án hình sự, Viện Kiểm sát sẽ đọc bản luận tội trước khi tranh luận. Kết thúc tranh luận, Viện Kiểm sát có thể giữ nguyên cáo trạng hoặc thay đổi nội dung cáo trạng, có thể thay đổi nội dung luận tội. Bởi vậy, trường hợp Viện Kiểm sát trình bày quan điểm trong bản luận tội đề nghị tòa án xét xử ông Cường với mức hình phạt nghiêm khắc là từ 7 đến 8 năm tù. Nhưng trong quá trình tranh luận và đối đáp, bị cáo thành khẩn nhận tội, người bào chữa đưa ra nhiều tình tiết để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho mình và các yếu tố khác liên quan đến việc quyết định hình phạt thì Viện Kiểm sát cũng có thể đưa ra mức đề nghị thấp hơn mức đề nghị ban đầu bởi đã có diễn biến mới tại phiên tòa. Vị tiến sĩ phân tích, Điều 26 Bộ Luật Tố tụng Hình sự quy định, kết quả giải quyết vụ án hình sự phải căn cứ vào kết quả kiểm tra đánh giá chứng cứ, kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa. Bởi vậy, việc Viện Kiểm sát đề nghị mức án nghiêm khắc ở mức cao của khung hình phạt nhưng tòa xét xử quyết định ở mức thấp ở khung. Nhưng tòa án xét xử quyết định ở mức thấp của khung, thậm chí chuyển sang khung hình phạt khác nhẹ hơn là chuyện hoàn toàn có thể diễn ra và phù hợp với quy định của pháp luật. Thậm chí theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát truy tố và đề nghị kết tội bị cáo, nhưng tòa án vẫn có thể tuyên bố bị cáo không phạm tội. Đó là các nguyên tắc trong tố tụng hình sự, quy định về thẩm quyền chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan. Việc giải quyết vụ án hình sự phải căn cứ vào chính sách pháp luật hiện hành. Chính sách xét xử đối với tội phạm tham nhũng giai đoạn hiện nay là nghiêm minh và hướng đến mục tiêu thu hồi tài sản do phạm tội mà có. Còn chính sách chung đối với việc quyết định hình phạt là kết hợp hài hòa giữa khoan hồng và nghiêm trị. Khoan hồng đối với những người thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả nhân thân tốt, phạm tội với lỗi vô ý, vai trò thứ yếu trong đồng phạm. Sẽ xét xử áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo chủ mưu cầm đầu, thực hành tích cực ngoan cố chống đối, không thành khẩn ăn năn tái phạm nguy hiểm, không nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình. Bởi vậy, để quyết định một hình phạt phù hợp với một bị cáo cụ thể trong một vụ án cụ thể, ngoài chính sách xét xử hình sự chung và chính sách cụ thể đối với từng loại tội phạm, nhóm tội phạm, hội đồng xét xử phải căn cứ vào quy định tại Điều 50 Bộ Luật Hình sự để quyết định hình phạt trên cơ sở các quy định của pháp luật. Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Mục đích của hình phạt là nhằm cải tạo và giáo dục với người phạm tội và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội. Nếu hình phạt không phù hợp là nhẹ quá, không đủ sức răn đe sẽ khiến cho pháp luật bị khinh nhờn, không đạt hiệu quả trong công tác phòng ngừa giáo dục. Nhưng nếu hình phạt nghiêm khắc quá sẽ không thể hiện được sự khoan hồng nhân đạo của pháp luật, không phù hợp với chính sách xét xử hình sự. Hình phạt phù hợp phải là hình phạt kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố khoan hồng và nghiêm trị, phù hợp với chính sách chung và chính sách cụ thể đối với từng nhóm tội, đối tượng phạm tội. Đối với những bị cáo là người có chức vụ quyền hạn, lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện hành vi phạm tội thuộc nhóm tội tham nhũng và chức vụ phải xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cũng cần cân nhắc đến nhiều yếu tố, trong đó phải đặt lên bàn cân giữa công và tội. Những thành tích, những đóng góp trong quá trình công tác cũng cần được ghi nhận, đánh giá để họ được hưởng khoan hồng của pháp luật. Từ phân tích trên, tiến sĩ Cường nêu quan điểm, tòa án quyết định mức hình phạt 4 năm tù đối với ông Trương Quốc Cường về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là phù hợp,
mặc dù mức hình phạt này thấp hơn rất nhiều so với mức hình phạt Viện Kiểm sát đưa ra trước đó. Đây là quyền của hội đồng xét xử theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử có quyền quyết định tội danh và áp dụng mức hình phạt phù hợp đối với từng bị cáo trong trường hợp trên bố các bị cáo phạm tội. Ông Cường nói, mức án trên hội đồng xét xử đã cân nhắc đến thái độ ăn năn hối cải của bị cáo, cân nhắc đến quá trình công tác, bị cáo được nhiều huân chương, khắc phục một phần hậu quả của ông Trương Quốc Cường, như vậy là phù hợp. Khởi tố vụ chôn 42 tấn chất thải tại xí nghiệp của công ty bóng đèn điện quang. Kính thưa quý vị, Công an thành phố Biên Hòa Đồng Nai đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại công ty bóng đèn điện quang. Trước đó, công ty này bị bắt quả tang có hành vi chôn và thải chất thải nguy hại ra môi trường. Liên quan đến vụ công ty bóng đèn điện quang chôn và thải chất thải nguy hại trong khuôn viên công ty khu công nghiệp Biên Hòa 1, Công an thành phố Biên Hòa Đồng Nai đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Trước đó vào chiều ngày 20 tháng 4, trinh sát phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang công nhân công ty bóng đèn điện quang, tên đầy đủ là xí nghiệp đèn ống công ty cổ phần bóng đèn điện quang đường số 3, khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa đang tiến hành tiêu hủy vỏ bóng đèn thải. Đây là chất thải nguy hại. Qua kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện hai hầm bê tông được xây âm dưới đất chứa chất thải công nghiệp. Nghi vấn đây là số chất thải phát sinh trong quá trình xay nghiền vỏ bóng đèn được đổ trái quy định. Những ngày sau đó, lực lượng công an Đồng Nai phối hợp cùng Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh này tiến hành khai quật, thu gom. Tổng cộng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 81 tấn thủy tinh đã nghiền, 900 kg thủy tinh lẫn bùn thải, hơn 8 tấn bóng đèn hư hỏng, cùng 32 tấn nước thải phát sinh từ hoạt động tiêu hủy. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đồng Nai sau đó đã chuyển hồ sơ cho Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Trên cơ sở kết quả thu thập được, Công an thành phố Biên Hòa xác định hành vi chôn xả chất thải nguy hại của công ty bóng đèn điện quang có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã khởi tố vụ án để điều tra xử lý.